các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm nuôi gà nữa các bạn. Hôm nay vô tình như thấy được cái con gà của bạn nó gửi gì đó, hôm trước nó ốm rất là nhiều luôn các bạn. Rồi nó gửi được mới có khoảng tuần 8 ngày nay à. Mà nó ăn cái thức ăn này nè các bạn, mà con gà nó hôm trước cái lườn nó còn hơi nhọn nhọn mà bây giờ là cái lườn tròn vo luôn các bạn. Đó. Mà trong chăn nuôi thì ai cũng nuôi con này con nọ cũng muốn cái cho nó con gà nó mập mạp ha, nó đẹp gà đó, cầm vô người ta gọi là cái gì, tròn lườn đó các bạn đó. Mà mình cũng cái này mà vô tình mình phát hiện thôi, mình cũng không ngờ là nó ăn cái thức ăn loại này mà nó mau mau phát triển cái cơ lượng như vậy các bạn. Là cái thức ăn này nè các bạn, nó cắn lủng trong kho mình rất là nhiều loại, nhưng mà con gà nó lựa ngay cái gói đó, cái gói này các bạn, nó cắn lủng cái gói luôn các bạn nha. Các bạn coi, nó cắn mấy cái gói này luôn nha. Nó không biết là nó có biết mùi hay không các bạn, nhưng mà nó lựa ngay cái gói này, cái gói này là gói mắt ha. Mấy cái hàng kia thì rẻ tiền nó không cắn đâu, cắn ngay cái gói này đó. Cái này cái thùng bịch ha, thùng 2 kg đó. Các bạn thấy không, bịch này 2 kg nè, cắn gấp te tu như nãy giờ các bạn thấy không đó. Thì mới có khoảng 7-8 bữa mà thấy nó mập lên, thấy rõ, mình cũng thấy là lạ hay sao không biết sao. Mình nghĩ lại là cái thức ăn nó ăn cái này nhiều, tại ngày thường mình chỉ ăn lúa thôi các bạn, mình có cái lon lúa cho nó ăn với cái thức ăn này nè. Thức ăn này là thức ăn của heo các bạn, heo con á, heo con mà cái màu nó màu đỏ các bạn nè, dương nó màu đỏ đó. Chiên lên nó lại ăn này không, để mình lỗ cho các bạn xem nha. Nè, cái viên nó màu đỏ nè các bạn. Các bạn thấy viên màu đỏ chưa? Đó. Ngày nào nó cũng lại ngay cái chỗ đó nó ăn hết trơn các bạn. Đó. Rồi ra cái bịch này bể rồi, lỡ rồi bể rồi, thôi hãy cho nó ăn luôn chứ sao giờ. Nè các bạn thấy nè. Đó. Nè. Đó. Ham lắm. Chứ ngày thường mình cho ăn lúa không à, còn cái này là nó tự cắn đó các bạn, tự cắn bể rồi ăn luôn đó. Còn cái này là cái lon đựng lúa của gì nè. Đó. Ngày thường như đựng lúa ở đây cho nó ăn. Mình tính cho nó ăn cầm chừng thôi, không có cho nó mập lắm, bự lắm mà. Ai ngờ nó cũng ăn luôn các bạn. Nói chung là giờ thấy lúa vẫn ăn. Mà hôm trước nuôi lúa thì thấy nó chậm lắm. Cái bịch này á, là các bạn ở thị trường bán á, là bây giờ á, là khoảng 60 ngàn một bịch 2 kg này các bạn. Tính ra 1 kg gần 30 ngàn đó các bạn. Đó, các bạn nào ví dụ gà nào mà muốn cho nó mau tròn lượng mau ấy thì các bạn mua cái bịch này á, hơi tốn tiền một chút cho nó ăn ha, kèm với lúa cũng được các bạn. Mỗi lần mà mình dê thả ra ha là dê để ý nó lại ngay trong cái thùng đó nó ăn đó các bạn. Đó các bạn thấy không, đi từ sau ra tới trước nguyên một cái kho thức ăn vậy đó các bạn, không bao giờ biết là biết lựa ăn lắm nha. Nó ăn ngay cái thùng chín đến không các bạn thấy không, nó cắn mổ gách bọc nữa thấy không. Đó. Bởi vậy người ta nói con gà như có lỗ mũi các bạn ơi, nó cũng thính mùi giống như con chó vậy đó, chứ không phải là nó tệ đâu nghe các bạn, không phải là nó không biết gì đâu nha. Nó các bạn thấy không, nó lôi ra nữa rồi đó, thấy giờ cắn lủng lỗ rồi đó, lủng bọc trong luôn. Đó. Ăn rớt tùm lum hết trơn ông ơi, trời ơi nó ăn riết nó sùng như là cái máy vậy đó nè. Thôi con nè, lúc mở vô ăn nữa rồi nè, nó dạng khì vậy các bạn ơi. Con chó mà lại dành ăn với nó, con chó nè, con chó này lại dành ăn với nó là nó đá con chó này luôn. Đá thằng nhỏ luôn đó nè, nó hung dữ dữ lắm. Rồi ha, chia sẻ ít kinh nghiệm, cái này vô tình mình phát hiện đi nha các bạn. Đó, chia sẻ cho các bạn thấy, các bạn nào muốn cho mau gà mau lên mau tròn thì ra tiệm thuốc thú y gần nhà đó, mua cái loại đó về cho nó ăn ha. Rồi thôi, video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha.